Một năm chúng ta có 3 ngày lễ vía Bồ Tát Quan Âm theo tín ngưỡng Phật giáo Đại thừa Bắc tông. 19 tháng 2 là ngày đản sinh của Bồ Tát. 19 tháng 6 là ngày thành đạo của Bồ Tát. Còn 19 tháng 9 là ngày xuất gia của Bồ Tát. Thường quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm với cái dáng của người nữ là tượng trưng cho tình thương của một người mẹ, chứ thật sự Bồ Tát không có phải người nữ. Trong lịch sử thì Bồ Tát Quan Âm chính là người nam, là một thái tử, con của một vị vua tên là Vô Tránh Niệm. Vị vua này phát nguyện tu để tạo ra một cõi giới tiếp độ chúng sanh, những ai muốn sanh về đó. Vị vua đó chính là Đức Phật A Di Đà. Còn Quan Âm Bồ Tát là thái tử, thấy vua cha mình phát nguyện tu cũng phát nguyện tu để hộ trì cho cha mình. Bồ Tát đó chính là, vị thái tử đó chính là Quan Thế Âm. Còn một vị thái tử nữa, thấy cha mình, thấy anh mình cũng phát nguyện như vậy, cho nên mình cũng phát nguyện như vậy. Bồ Tát đó là Đại Thế Chí. Nếu mà nói về tiền thân lịch sử đó, Đức Phật A Di Đà có 4 người con trai: Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, đều là tiền thân của các vị này, đều là con trai của Đức Phật A Di Đà, tên là Vô Tránh Niệm. Quý vị nào muốn biết cái này thì mở Kinh Bi Hoa ra đọc. Kinh Bi Hoa có kể đủ hết những cái lịch sử của các ngài. Đây là mình nói lên cái ý nghĩa. Đức Quan Âm Bồ Tát á, chúng ta thường gọi cho đủ là Quán Thế Âm. Chữ quán nha, có dấu sắc. Chữ quán nghĩa là gì? Chữ quán nghĩa là quán xét, là tìm tòi. Thí dụ như mình nói á, người ta hiểu lầm cái việc đó, mình nói thôi coi lại đi, quan sát cho kỹ đi, chứ tự nhiên thấy mình nói về tội người ta. Đó, đó là cái gì? Đó là năng lực của Quán Âm đó. Tất cả việc gì sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta không có thẩm thấu, chúng ta không có nhìn lại, cho nên mình hay bị hớ, mình hay bị mắc lỗi, là tại vì mình nghe không có kỹ. Thì mình không nghe không kỹ thì lặp lại không kỹ, truyền bá không kỹ, có phải không? Rồi chúng ta tạo ra cái hiểu lầm. Mà cái khổ đau đó chồng chất trong cuộc sống này. Bây giờ quý vị nhìn coi, con người mình rắc rối lắm. Rắc rối từ cái nghe, từ cái nói, từ cách sống, đủ kiểu hết. Cho nên rồi mình sống cả ngày không biết làm gì, toàn là đối phó. Nói cho đúng ra là nói phải nói cẩn thận nghe, thôi người ta giận nghe. Nghe phải nghe cho kỹ nghe, thôi hiểu lầm nghe. Tiếp xử phải tiếp xử đàng hoàng để người ta buồn nghe. Thành thử cuối cùng cả ngày chúng ta sống mà chúng ta lúc nào cũng phải ứng phó. Như đó là cuộc sống. Cũng giống như các bậc Bồ Tát, ngày nào cũng có cúng sanh để ứng phó. Bây giờ quý vị nhìn bác sĩ, y tá, ngày nào vô bệnh viện cũng có bệnh nhân để ứng phó đó. Vì sao? Vì đó là một phần trong cuộc sống. Chúng sanh, cái cõi đời này là khổ đủ kiểu, thì chúng ta phải có đủ các phương pháp. Cho nên nếu mà nói chữ quán âm đó, chữ âm này là âm thanh. Quán âm nghĩa là trở lại mình nghe cái âm thanh. Mà những cái âm thanh đó nhiều khi nó tự trong lòng mình, người ta kêu là tiếng lòng. Tiếng lòng là nghe được từ ở trong tâm của mình. Mình quán như thế nào để mình thấy được cái lẽ thật của các pháp, cái đó gọi là chân quán. Look of truth, một trong những cái bản dịch, những cái chữ đó là gọi là look of truth. Mình nhìn với cái chân thật, gọi là chân quán. Pháp Hòa ví dụ như
Mình nhìn về cuộc con người mình nè. Mình nhìn con người mình đấy, có ai mà sống hoài không chết đâu. Đó, nếu mình thấy được cái cuộc đời này không có cái gì mà ở yên tại chỗ vĩnh viễn. Cái đó gọi là chân quán đó. Nếu mình nhìn thấy được cái lẽ thật, chữ chân là chân thật. Chân thật là vậy đó. Hôm nay Pháp Hòa sẽ đi một cái tang lễ của một đạo hữu. Thì chú này là bệnh, và trước khi mất, có một hôm chú sắp mất, chú mới nói: thầy ơi con đi nha, con đi nha. Tức là kêu Pháp Hòa đó, gọi như là từ giả đó. Hai người thân nghe như vậy mới lật đật gọi phone. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện qua phone với chú. Rồi sau đó không bao lâu thì chú mất. Mà khi tang lễ, chú nói với vợ chú là trong cái mùa dịch này, cho nên chú muốn mọi thứ đơn giản để không có phiền bà con, không phiền mọi người. Một mình thầy tới thôi, cho chú thầy kinh. Vì chú thấy, chú mới nói rằng trong cuộc đời này, cái cách mình đối xử với nhau trong cuộc đời này nó mới quý. Còn cái chuyện sau khi chết rồi mình làm cái gì đi nữa cũng không sao, nhưng mà không cần thiết nữa. Làm cũng tốt, không làm cũng không sao. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Thí dụ như bây giờ sống không cho ăn, chết mới cúng. Thí dụ vậy đó, nó là một cái ví dụ vậy đi. Sống không cho mặc, chết liệm đầy quan tài hết trơn. Chí ta khiêng nặng chứ làm gì. Mà bà nói ví dụ vậy đó. Cho nên chú cũng quán vậy đó. Cái này ông này có chân quán đó. Chân quán là quán lẽ thật của cuộc đời. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Có nhiều khi sống thì ở khổ sở với nhau, nhưng mà tới hồi mất đi rồi thì mình mới làm đủ cái cách. Đó là đây là chân quán. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một em rất trẻ, mẹ mất, mất hồi em còn nhỏ lắm, năm nay cũng lớn rồi. Nó lên thăm, Pháp Hòa nắm tay nó và nói: giờ có thầy gặp con, thầy cũng biết con là ai, tại vì gặp nó hồi nó 5-6 tuổi. Nó gặp lại mình, nó cũng chẳng biết mình là ai, nó làm sao nó nhớ. Nhưng mà cho dù mẹ nó cũng nhớ, tại vì cái hình ảnh nó nhạt nhòa trong tâm, nhỏ quá. Nhưng mà bà nói: mẹ con chết cái hình hài thôi, nhưng mà mẹ con đang ở trong cậu con, ở trong dì của con, và các dì các cậu của con thương con không khác nào mẹ con thương con. Cho nên con phải thấy rằng con không hề mất tình thương của mẹ. Con có tình thương của cậu, của dì, là tình thương của mẹ. Mà không phải một mẹ, mà bây giờ con nhiều tình thương. Cái đó gọi là gì? Một trong năm cái quán gọi là quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn, mình phải có cái trí tuệ quán chiếu rộng rãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình xài cái gì á, mình phải nghĩ rằng mình xài nhưng mà mình có ảnh hưởng đến người khác không. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, cái thuốc nó đi thẳng vô lá phổi mình, mà nhưng mà cái khói thuốc đó nó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác. Thấy cái đó gọi là trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Mình phung phí, mình xài những cái vật dụng nó có thể làm hư môi trường, mình cũng là một người chịu ảnh hưởng cái môi trường đó. Cho nên Pháp Hòa rất không thích xài cái dĩa giấy, ly giấy, mà buộc lòng phải xài thôi chứ. Thiệt khi xài thì trong lòng không muốn, tại vì mình biết cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường sống dữ lắm, nó tạo ra nhiều cái ô nhiễm. Cho nên cái gì mình cố gắng mình save được, mình hạ tiền được, mình save nó được. Có một số quý Phật tử hỏi bây giờ những cái CD á, những cái CD băng giảng đó nhiều quá, bây giờ không còn xài nữa,
Dục thì không dám dục, tại có hình Phật, hình thầy, rồi trong đó kinh, trong đó lời của thầy nói, thí dụ vậy. Rồi làm sao? Pháp Hòa nói, bây giờ quý vị bỏ recycle, bỏ recycle không được đâu tội. Không, bây giờ một là recycle, hai là thùng rác, cái nào muốn cái nào. Nó là cái vật recycle thì bây giờ mình không sử dụng nữa, mình cho nó trở về với cái recycle, không có gì tội lỗi hết. Mà nếu nói đúng hơn là mình đúng là một Phật tử biết sống, biết có trí tuệ quảng, quảng đại trí tuệ quán. Đừng có nghĩ cái đó hình Phật, hình Phật cũng làm từ gì, từ giấy mà. Mà giấy cũng là recycle mà. Thì Phật cũng, rồi bây giờ những cái xi măng đó, những cái tự tượng bằng nhựa đó cũng là recycle. Cho bây giờ mình những cái băng giảng đó mình không dùng nữa, mình cho recycle. Nhớ cái tâm thành kính, không có phải mình bất kính. Bây giờ mình không còn sử dụng nữa thì thôi, xin gửi cái này về lại cho cái cơ quan mà người ta tái chế, để cái dĩa này được còn luôn luôn làm cái việc khác lợi ích cho việc sử dụng của con người, không có gì tội lỗi hết. Mà nó, cái đó nó nằm ở trong cái này nè, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Mà làm được như vậy là Quán Âm. Đừng có nghĩ rằng Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát chỉ đứng đó mà nghe mình thôi. Nếu mà Bồ Tát nghe mình mà mình có nghe mình chưa? Bản thân mình có nghe mình chưa? Mà mình cứ bắt Ngài nghe mình. Cho nên mình phải nghe mình. Nghe mình, nghe nghĩa là gì? Là mình trở về mình thấy được cái hoàn cảnh đích thực của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nào mà mình mệt á, tôi nghe trong người không được khỏe, thậm chí mùi hương mà lên mà không nói tôi ngửi đâu nghe, tôi nghe mùi hương đâu đây, mùi mà nghe không à. Thường thường người Việt mình nói mùi mà không ngửi mà nghe, mặc dù cái lỗ mũi mà ngửi mà hãy nói nghe, có nghe gì không, hình như dưới khét đó. Có phải không? Vậy thì chữ nghe là sao? Thật sự là ngửi đó, nhưng mà chúng ta dùng chữ nghe để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta ngửi rất kỹ và biết rất rõ. Ở dưới mà mở lửa mạnh á, mấy cái quai nồi nó cháy á, nó bay mùi lên tới đây, Pháp Hòa ngửi và biết. Đây là những cái quai nồi nó cháy nè. Pháp Hòa xuống rồi nói chỉnh cái lửa lại, nó tạt lửa qua đó, nó cháy mấy cái quai nồi. Ở trên lầu mà thầy cũng nghe nữa ha. Đó, mặc dù là ngửi nhưng mà nói thì nói nghe. Tại vì chữ nghe là biểu tượng cho một sự sâu lắng. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng chữ hay lắm, lắng nghe. Lắng là gì? Lắng nghĩa là mình sâu xuống. Không có lắng thì không thể nghe. Người không lắng không thể nghe. Ví dụ như mình nghe ta nói mình không có lắng á, bực bội lên liền, nổi lửa lên liền, nói những lời khó nghe liền. Ta nói tôi nói chưa xong, anh không chịu lắng nghe tôi nói. Tôi nói chưa rồi mà anh đã phản ứng rồi. Phải không? Thành thử ra mình phải lắng nghe, nghe hết rồi chúng ta mới nói được. Vì vậy cho nên chân quán là thấy lẽ thật, thanh tịnh quán là thấy cái duyên của nó. Ví dụ như hoa nè, chân quán về bình hoa này là hoa này là không thật, nó chỉ tươi vậy thôi chứ vài tuần nữa chết héo. Và thấy được cái gì? Thấy được cái sự phối hợp, cái sự mà duyên tạo nó. Còn thanh tịnh quán là gì? Là thấy được cái tướng vô thường của nó. Một cái nhìn trong sạch về các pháp là hoa hồng được làm bởi những thứ không phải hoa hồng. Ví dụ như đất đâu phải hoa hồng, nước đâu phải hoa hồng, mặt trời đâu phải hoa hồng, mưa đâu phải hoa hồng, mà chính nhờ những cái đó nó mới ra được cái hoa hồng. Mà ngay cả cái tên hoa hồng cũng không có cái gì gọi là hoa hồng hết, nó chỉ là cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hồng mà thật sự nó đỏ mà. Cái cuối cùng đi mua, nhớ mua hoa hồng đỏ nha, hoa hồng mà đỏ cái nữa. Rồi nhớ mua hoa hồng tím nha, hoa hồng vàng nha.
mình kêu thôi, chứ tiếng Mỹ là kêu rose. Tiếng gì nữa, mỗi nước người ta có cái tên gọi của nó. Như vậy nếu nó thật có thì nó chỉ có một tên chứ sao nó nhiều chữ gọi vậy. Nhớ tên cũng là giả tên, tên giả, giả danh. Vì tướng nó giả thì danh nó cũng giả. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị gọi cái này là cái hoa đúng không? Mà Pháp Hòa ngắt ra cái gọi là cánh hoa, rồi dùng nó vô rác là không còn hoa gì nữa mà là rác. Như vậy thì nó vừa tướng này. Ví dụ mình còn sống nè, à, gọi là sống mà chết rồi kêu cái không có ai mà còn sống mà kêu thân thể, chết rồi kêu thay, thay ma, thay chết. Hồi nãy còn sống kêu gạo, nấu chín kêu cơm, nấu nhừ kêu cháo, xay ra kêu bột, hấp lên kêu bánh, cũng là nó đó. Nhưng mà hãy nó biến tướng là đổi tên. Vậy thì danh cũng giả mà tướng cũng giả. Cho nên ai có gọi mình là cái gì chửi á. Thí dụ người ta gọi mình gà, mình đâu có người mà mắc chi giận. Họ gọi con gà mà mình không phải con gà, mà mình giận lên là mình chấp nhận mình là con gà. Cho nên có cái ông đó đó, ông vô chùa ông nói với một vị thầy, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi, lúc này ai chửi con không buồn không giận gì hết, con thấy con tu được lắm. Cái hòa thượng nói vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận tức lên, ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục, tôi không phải con người, không lẽ tôi con chó. Ông hỏi hòa thượng vậy, cái hòa thượng nói tôi đâu có nói vậy đâu, tôi nói ông không phải, những cái cách tu của ông không phải là con người thì tôi, ông là Phật. Lúc đó ông nói sao ông nói sớm làm tôi hiểu lầm. Nhưng mà thường thường trong đầu mình, ai nói mình không phải con người cái mình không nghĩ mình là thánh là Phật, mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à. Cho nên mình cứ nổi giận lên với cái người đó. Quý vị hiểu được cái chỗ và nói không? Cho nên mình chân quán là thấy thật, thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình nói con người không thật, chỉ là tạm thôi, chỉ là giả thôi, đó là mình nói cái tổng quát. Còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm. Này ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi, là thấy trơn tru thơm tho gì, chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi hỗn tạp. Hỗn tạp chỉ sau một cái lớp da thôi, chứ đừng có nói xa xôi gì hết. Nào là mỡ, là máu, là phân, là tiểu, đủ thứ hết. Những cái tạp dơ ở trong một cái bao này, đó gọi là thanh tịnh quán. Quán vậy để làm chi? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán. Để thấy được, có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng, để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau. Cho nên Ngài Quan Âm á, Ngài đứng Ngài cười thôi. Tại vì biết sao, Ngài thấy chúng sanh mình á, khi mình khổ đó, trời ơi, mình tới mình hì hụp, mình lại Ngài, nhưng mình tụng kinh, mình niệm Ngài tha thiết lắm. Mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại, cái quỳ, cái Ngài nói you again hả? Và Ngài thấy mình, mà Ngài cũng không có buồn phiền gì. Ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. Có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết đó, trời ơi con nguyện mà Phật mà cho con hết bệnh lần này là con tu đó, con về chùa con công quả đó, con lượm được cái mạng lần này là con tu á. Nhưng mà hết bệnh chẳng thấy. Cái đó không có gì buồn, không có gì hết. Tại vì sao? Đó là bản chất của những chúng sanh. Cho nên á, Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó, tại chúng sanh ương ngạnh. Trong kinh nhớ không? Trong kinh Địa Tạng á, độ những chúng sanh cõi này khó lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc, một cái miếng đất mà nó khô cằn, trồng cây khó cực kỳ phải không? Cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó, không có nói gì hết trơn đó. Còn chúng sanh nè, con người mình còn nói nè, còn nhìn nè, còn nghe nè, ôi đủ kiểu. Cho nên giận đủ cách. Bây giờ quý vị để ý coi, chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ để có thể giận đó.
Mắt nhìn cũng có thể giận, tai nghe cũng có thể giận, mũi ngửi cũng có thể giận, miệng nói cũng có thể giận, hành động cũng có thể giận. Cho nên rồi sáu căn của mình có đó, hằng ngày mình sống là mình thu gom cái giận. Mà trong khi đó nó cũng có nhiều cái đẹp, cái hay mà mình không có thu gom. Cho nên mình chưa có quảng đại trí tuệ quán. Bây giờ quảng đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình, người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng. Pháp Hòa biết có những em nó đi chùa mà ba mẹ không cho, không biết nghĩ gì mình không hiểu, nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quảng đại trí tuệ quán, bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác á, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ giữa một cái đi tầm bậy đó và một cái đi chùa, mình muốn họ đi đâu? Chứ mà mình, nếu mà người mà có cái quảng đại trí tuệ quán thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những người người ta nghĩ như vậy cho nên người ta hành xử như vậy, mình không trách được. Vì mình có cái nhìn mà, mỗi người, người ta thường gọi là 9 người 10 ý lắm. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Là mở quyển kinh ra tụng cái, 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau. Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả. Có những người hiểu lờ mờ, và thậm chí có những người đang tụng mà khởi tâm tầm bậy. Kinh điển nó tầm bậy, hay là những cái lời này nói gì nghe không thông, không vô. Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách. Vì vậy cho nên người có quảng đại trí tuệ quán, vì sao? Vì thấy được chân và thâm tịnh. Đó là ba cách quán, là phải không? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Bi là thương, bi là giải khổ, từ là cho vui. Bi là giải khổ, từ là cho vui. Mình giúp người ta hết khổ rồi và mình cho người ta niềm vui. Cũng giống như ông bác sĩ á, chữa hết bệnh rồi, chữa hết bệnh là bi đó. Nhưng mà bây giờ cho thuốc người ta uống, người ta dưỡng, gọi là từ. Từ bi là vậy đó. Từ bi thường nói chung, nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách, hai cái phương thực tập. Nhưng mà trong từ nó có bi, trong bi có từ. Mình giúp người ta hết khổ, mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui. Cho nên đó, thường khi mà nói tới quán âm á, thì có 5 cách quán. Trong phẩm phổ môn, phổ môn quan âm, trong kinh Pháp Hoa có nói 5 cái này: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Và đây là cái phương pháp thực tập, chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta. Việc gì tới mình khoan nổi giận, mà mình hãy nhìn lại cái đạo lý của nó, cái chân thật của nó như thế nào. Và mình thấy được những cái duyên do để sự việc này nó có mặt, đó là thanh tịnh quán. Look of purity. Ở trên là look of truth. Look of purity. Look of boundless understanding. Gọi là quảng đại trí tuệ quán. Boundless understanding. Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ, phải hiểu toàn diện. Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình về một người kia, mình mới có hiểu về người này có một mời à, mình phải nghe cái người thứ hai để mình hiểu trọn hai bên, thì chừng đó có thể mình xử sự việc nó sẽ khách quan hơn. Mà nó biết đi cái phần gì biên kiến, tà kiến, thấy một bên, thấy lệch lạc. Cho hôm nay á, nói về Đức Quán Âm. Lâu nay mình chỉ nghe nói Đức Quán Âm cứu khổ,
Nhưng mà đối với đạo Phật á, Quán Âm là một phương pháp tu, nghĩa là trở về chúng ta nghe được âm thanh của tự tâm, nghe được âm thanh của bên ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài mà thiếu nghe bên trong. Pháp Hòa ví dụ như mình hay nói vậy là tôi sợ người ta nói tôi vậy, tôi sợ người ta cười tôi thế kia, mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. Nhưng cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta không? Làm gì cũng sợ người ta hết. Mình nếu mình nói sợ mình là gì? Sợ tôi không hiểu, tôi làm sai sự việc. Tại vì người ta có cười, người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi. Còn nếu mình không biết được mình có thể làm sai đó. Mình không biết được mình có thể nói sai đó. Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm, là tự mình phải chịu trách nhiệm đó. Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai, mình mất hết tiền của đi, bất quá người ta là ta nói tội nghiệp quá à. Rồi thôi, chứ đâu có ai nói tội nghiệp quá, anh bị người ta gạt, thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài. Không có ai làm điều đó, trừ khi nào người đó là thân nhân của mình. Còn những bàn quan thiên hạ thì vậy thôi. Ví dụ này, tôi thích đi xe đẹp lắm mà tôi sợ tôi không đủ tiền. Đó, cái đó là có nghe mình rồi đó. Thích thì ai mà không thích, nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không? Mà mình nghe được chính bản thân mình thì mình có cái phương cách làm sao để mình điều chỉnh. Thí dụ như mình giận lên, mình biết mình giận. Rồi khi mình giận lên, mình biết mình giận là tự động mình sẽ có cái sự tế nhị nhẹ nhàng hơn ở trong cái cơn giận đó. Có nhiều người người ta thấy, người ta biết mình giận, người ta tìm cách người ta giúp mình. Người ta làm cho cái không khí bực bội, giận tức đó tan ra mà người ta không hề nói gì với mình hết. Vì sao? Vì người đó có cái chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán. Và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa. Có những người người ta ứng xử rất nhẹ nhàng, người ta giải quyết một việc mà không ai biết họ đang giải quyết sự việc đó. Họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm. Vì vị này có đủ những cái cách quán. Có nhiều khi mình biết cái người đó đó muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ. Thôi bây giờ không lẽ mình bỏ họ sao? Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình, không để cho họ. Họ không chịu nhờ nhưng mình sẵn lòng mình giúp. Vì đó, vì sao làm được điều đó? Vì có quảng đại trí tuệ quán, vì có từ, có bi, và thấy được lẽ thật. Có nhiều khi mình làm vậy, lát người kia làm ngược lại, mình lên mình bực chứ. Cái khởi niệm đầu tiên là bực, tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi. Nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai thôi, đâu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà. Người ta đâu có tâm người ta xấu đâu. Có nhiều khi mình nấu ăn xong cái ta vô ta ném, ta nói lạc quá, cái ta đi lấy muối ta để vô. Tại sao biết không? Thật ra tại họ ăn mặn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi, chứ họ cũng không có ý xấu. Cho nên nhiều khi để mình quá giải cái chuyện đó đó, mình nghĩ thôi, tại họ cũng muốn tốt, là họ ăn khẩu vị vậy, họ muốn nó tốt, nó ngon vậy, cho nên họ làm vậy. Hồi nhỏ chùa Pháp Hòa chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện. Ê, mình mới vừa làm xong coi, có cái sư cô đó, cô lên cái cô sửa. Cô lên cô sửa là hết, cô làm theo ý cổ, mà cô không nói gì mình hết trơn, mà cô không phải trách nhiệm. Trời ơi, lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái, nhưng mà sau đó Pháp Hòa không hề nói gì hết. Tại sao? Vì Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, cổ cũng muốn cho nó đẹp, cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi, chứ cổ không có ý xấu. Nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó vậy đó, mà cái nhìn của mình là vậy là quê nè, trang trí như vậy là cải lương là quê nè, thì cái nhìn của mình. Còn người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp. Thôi Pháp Hòa à, mình cũng để yên vậy thôi, trân quý hết. Vì người ta nghĩ ta muốn làm đẹp cho chùa, chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu. Cho nên nhiều khi mình
trong cuộc sống á, mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy, sống như vậy để làm chi? Để mọi việc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ ngược lại á, người này chống tôi nè, người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực. Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc, để sâu hơn, để mình giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau dính mắc. Trong cuộc đời này khổ nhất là cái dính mắc, cái vướng mắc trong lòng. Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán ha: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Đó nói dịch theo tiếng Việt đó. Còn nếu mà đọc theo phẩm phổ môn tiếng Âm Hán là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. Còn mình dịch lại là quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Năm cái quán. Mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của Quán Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nguyện Đức Quán Âm cứu khổ. Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này, lập tức hết khổ, Quán Âm có mặt cứu khổ mình rồi đó. Hồi nãy tôi chấp lắm á, nhưng mà tôi quán là tôi thấy thôi, tất cả các pháp do duyên sinh, không có gì tồn tại bất biến, không có gì buộc. Cho nên cái cách tu tập á, mình nhìn cái thật tướng nè, tất cả các pháp do duyên sinh, cái gì cũng do duyên sinh hết. Đó. Đó. Bữa nay tự nhiên đi chùa ai cũng sửa sắc đẹp, sao che mặt hết trơn vậy? Nếu không có cái duyên dịch làm gì có vụ mà đi ra đường, đi vô chỗ công cộng mà ngồi bịt mặt hết trơn, phải không? Duyên, cái duyên này sinh thì cái duyên khác nó sinh. Rồi hôm tháng 3, tháng 4 vừa rồi đó, duyên bệnh nó nặng hơn, không có bóng nào dám đi đâu hết. Bữa nay là nới nới, là lỏng lỏng, là thấy được được rồi mới dám đi đó. Có nhiều người còn rà nữa, phone bạn hỏi có sao không, có sao không. Chị kia chứ nó có sao đâu, tôi đi tôi thấy bình thường, tuần sau mới thấy chị đi sao. Thí dụ vậy. Cho nên cái này sinh là cái kia sinh. Vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh. Mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn của Đạo Phật về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này. Tự nhiên nó chửi tôi à? Không, anh phải chọc người ta mới chửi. Anh có làm gì người ta mới ghét anh. Cái này sinh thì cái kia sinh. Vậy bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không? Anh xin lỗi thì hết giận. Cái này diệt thì cái kia diệt. Anh diệt được lòng tự ái thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn. Ta các pháp nó vậy mà. Mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài, đừng nói nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn họ được 8 rồi, 2 câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Và thấy được như vậy thì thấy bằng cái quán, năng lực của Quán Âm ở năm phương diện: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ, cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ tôi tha thứ cho người khác. Chúc đại chúng có một ngày cuối tuần vui vẻ. Và thời tiết hôm nay rất đẹp và rất tốt, quý vị có thể enjoy thời tiết. Tại vì bây giờ là cũng giữa tháng 8 rồi, sắp giữa tháng 8 rồi. Nay mai đây là mùa thu tới rồi, mùa đông lại tới rồi. À, cho nên là bây giờ có những cái giây phút trời trong mây đẹp như vậy, chúng ta nên thưởng thức cái không khí trong lành, thời tiết tốt như thế này. Chúc đại chúng an vui và gặp lại quý vị tuần sau. Tối hôm nay là Pháp Hòa về thăm đại chúng, và theo chương trình thì thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài thì mình sẽ quyết định là mình trả lời một số câu hỏi của quý Phật tử, để trực tiếp những cái gì mà quý vị cần muốn biết trong sự tu tập cũng như là trong khi mình tìm hiểu về Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, trong Phật giáo đó, Đức Phật nói là chúng sanh mình
có bốn thứ khổ về sinh lý. Đó là sống khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Và trong cái khổ nó chia làm ba: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thế nào là khổ khổ? Nói nhỏ người ta không nghe là khổ. Cầm một cái microphone đã khổ, mà cầm tới hai microphone kêu khổ khổ. Khổ khổ là làm sao? Có thân rồi mà còn mang bệnh. Đã cố gắng làm việc này cực nhọc lại không được người cảm thông, đó gọi là khổ khổ. Cái khổ này nó chồng cái khổ kia. Ví dụ như bệnh là khổ, tìm không ra thuốc. Bệnh là khổ mà uống thuốc không hết. Bệnh là khổ mà không gặp được thầy hay thuốc giỏi. Thương một người đã khổ mà bị người đó hành cũng khổ luôn. Mình cố gắng mình làm đẹp lòng họ, mình làm cho họ vui, nhưng họ vẫn không vui với mình. Bản thân mình vừa phải lo cho gia đình, vừa phải làm hài lòng người kia, khổ quá. Thì cái đó gọi là khổ khổ. Hành khổ là cái việc này nó liên tục tới việc khác, nó không ngừng. Nói theo thế gian là gì? Họa vô đơn chí. Hoại khổ, cố gắng thật nhiều nhưng cuối cùng không giữ được. Quý vị để ý trong cuộc sống này, có những thứ mình muốn giữ lâu lắm chứ, nhưng mà giữ không có được. Ví dụ sức khỏe mình, muốn khỏe dữ lắm nhưng mà càng ngày nó càng yếu đi. Mình thương người đó lắm, mình muốn nắm người đó lại, nhưng mà người đó vẫn cứ muốn kéo tay mình ra. Vì người đó đã có thuyền, có bến, hay người đó đã có hướng đi khác, người đó thay đổi cái tình thương với mình, vân vân. Khổ, hoại khổ nghĩa là cái đó mình không nắm được, nó phải tan rã theo thời gian, theo năm tháng. Cho nên nói về cái khổ, nó có ba thứ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thân thì có sống, có già, có bệnh, có chết. Còn nói về khổ mà tâm lý á, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, muốn ra đằng trước đây ngồi không có chỗ. Nghe đồn giảng 7 giờ, 1 giờ tôi tới rồi. Vẫn không có chỗ. Vẫn bị lấn ra sân. Thương muốn mà phải không được gặp là khổ. Nhưng mà ghét quá trời quá đất mà cứ phải gặp hoài cũng khổ. Thương muốn mà xa lìa, cầu muốn không được khổ, thương mà phải xa là khổ. Thù ghét mà gặp gỡ khổ. Và cuối cùng thì sự thịnh suy của thân thể, gọi là xí thạnh, đều khổ. Cho nên khi mà chúng ta tu tập theo Phật á, là trước hết chúng ta nhận được cái bản chất của cuộc đời này là khổ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cuộc đời này chỉ có khổ mà không có vui. Nhưng mà đa phần chúng ta sống bị cái khổ nó dìm mình nhiều hơn là vui. Ví dụ có những lúc mình vui mình mau quên, nhưng mà thí dụ thôi, ai nói một câu vui gì mình ít có nhớ lâu. Nhưng mà nếu lỡ người đó nói một câu sốc mình á, là mình nhớ hoài không quên. Là tại vì cái tâm của chúng sanh, mặc dù cuộc đời nó có vui nó có khổ, nhưng mà mình hình như là ít quan tâm cái niềm vui, mà cứ ngắm vào cái khổ. Cho nên
vừa thấy đó nhảy xuống, mà nhảy xuống rồi thì chìm mình ở dưới đó. Cho nên cái người tu là cái người muốn nhảy từ dưới nước nhảy lên bờ, chứ không muốn làm cái người từ trên bờ nhảy xuống nước. Còn nếu mình đã là người đang ở trong nước thì phải tìm cách nhảy lên bờ. Và nếu như chưa lên được thì ít nhất cũng phải tìm chỗ bơi để đi vào cái chỗ cạn, để mình cảm thấy thoải mái hơn. Cho nên tu là một sự tích cực. Thật ra mà nếu mà ngồi lại, mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta nói khổ với nhau đó, chị nói khổ chị trước đi, tôi nghe rồi lát tôi kể khổ của tôi cho chị nghe. Hình như mà ráp lại là giống nhau hết. Khổ giống nhau hết. Tại sao? Vì chúng ta đều là những con người, đều là những chúng sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị nói thầy ơi con khổ quá. Không lẽ Pháp Hòa nói vai tôi cô hãy dựa đầu, cho tôi nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thật sự ra thì nếu muốn ngồi than khổ, Pháp Hòa cũng có khổ để than. Nhưng mà tại vì mình tu thì mình biết chuyển hóa những cái niềm đau nỗi khổ của mình. Chứ còn đã là con người sống trong cuộc đời này thì chúng ta không khổ cái này thì khổ cái khác. Nếu mà sống chung với nhau, không chia tay mà sống chung với nhau mà hành khổ nhau hoài cũng khổ. Mà có nhiều khi nó trời ơi bỏ không bỏ cho rồi cho tôi biết. Vòng vòng vậy hoài tôi khổ quá. Rồi có người thì bị bỏ rồi cái nói trời sao. Sở dĩ Pháp Hòa nói vậy là tại vì trong này có mấy câu hỏi liên quan tới cái chuyện đó. Và chúng ta một bề là cái gì chúng ta có chúng ta cứ muốn giữ. Nhưng mà thủy chung cuộc đời này dù có vui cỡ nào giữ cũng không được lâu. Ví dụ như đại chúng thương Pháp Hòa, Pháp Hòa đã về đây nhiều lần nhưng mà lần nào quý vị cũng tới rất là đông. Mặc dù thời tiết có lạnh, đường có xa, nhưng quý vị đã thể hiện cái tình thương quý vị bằng tất cả. Đó, nhiều đó thôi là quý vị cũng thấy rằng tại sao mình thương thầy. Mình vượt được cả tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, có những vị từ San Diego lái xe từ sáng lên đây. Mình thương rồi là mình làm được hết. Và mình làm được tất cả những cái xa xôi mà mình nghĩ mình không làm được. Thế thì cuộc sống này cũng nên làm như thế. Việc gì nó đến rồi chúng ta cũng phải vượt qua. Nếu không thì mình sẽ dừng chân tại chỗ và không làm được gì nữa hết. Mà cuộc đời này không phải chỉ có một cái đó. Hồi nãy có một cô, cổ từ sân phân cổ lái xuống, cổ vô cổ thăm Pháp Hòa xong cổ nói con muốn ở lại lắm, nhưng mà thôi con nghe thầy trên YouTube cũng được, để con nhường một chỗ. Thưa đại chúng là tất cả mọi thứ có những cái mình làm được. Ví dụ như cắm bình hoa này, nhìn nếu mà không biết làm mình nhìn thấy rất là khó. Nhưng mà cái người mà mới vừa, người nào cắm được bình này thì trước kia họ cũng đã chịu khó lắm, cũng phải hư hao như thế nào mới cắm được một bình hoa đẹp như thế này. Thì không có cái gì dù có khó mà chúng ta không vượt được nếu chúng ta cố gắng. Có những thứ tình cảm nó hạnh phúc cho đến cuối cùng, nhưng thủy chung thì sao? Cũng phải buông tỏ thôi. Vì cuộc đời này mình không nắm được cái gì mãi mãi. Cho nên cái mà chúng ta có thể thực tập được đó là chúng ta biết chấp nhận cái gì đến và cái gì đi. Vì không có cái gì mà đến mãi mà không về. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa tới đây, sáng mai Pháp Hòa phải về. Rồi giờ mình để làm hạnh phúc cho nhau, làm vui nhau, mình ngâm thơ. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Có nhiều khi mình cũng phải an ủi vậy. Tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng mới nhớ hoài nghìn năm. Thành thử ra thôi thì
tất cả cái gì trong cuộc đời này, dù vui hay buồn, dù thiện hay ác, nó cũng phải đi theo cái định luật của vô thường. Chúng ta không giữ được cái gì. Mà chúng ta học Phật là chúng ta phát triển được cái chữ giác, giác ngộ đó. Chữ giác là tỉnh, chữ ngộ là nhận. Giác là mình tỉnh thức, ngộ là mình nhận ra, cho nên gọi là giác ngộ. Ví dụ như mình gặp cái chị đó, mình nói, ô chị, là giác đó. Chị khỏe không? Cái câu hỏi tiếp, bác Năm có khỏe không? Là má của chị khỏe không? Ba của chị khỏe không? Mình nhận ra được chị đó là ai, cho nên mình mới hỏi luôn cả bà con quyến thuộc của họ. Cho nên trong cuộc đời này á, mình tỉnh thức một vấn đề là giác. Ví dụ như khổ quá, giác. Cuộc đời có khổ có vui. Giờ ngộ nè, phải không? Cái gì đủ duyên nó còn, hết duyên nó rã. Bất cứ cái gì, dù là tình cảm, dù là sức khỏe, dù là vạn pháp trên cuộc đời này, nó có mặt là do duyên, nó tan rã cũng do duyên mà, duyên hết. Cho nên giác là nhận ra, giác là mình tỉnh thức, ngộ là mình nhận ra, cho nên gọi là giác ngộ. Ví dụ như Đức Phật là người giác ngộ. Giác ngộ là người sao? Nhận ra cuộc đời này là khổ, hiểu được đời là một biển khổ, cho nên và nhận ra từng cái khổ đó. Vì vậy cho nên mới tìm con đường vượt khổ. Mà con người mà vượt khổ là con người thành đạo, đắc quả. Không ai mà đắc quả từ cái hạnh phúc sung sướng cả, từ cái khổ đau mà chúng ta vươn lên. Con kính xin thầy giải thích. Theo Khổng Tử, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Theo thuyết Phật giáo, mỗi người đều có Phật tánh. Vậy theo hai câu trên, con nghĩ con người từ thở sơ khai mới bắt đầu có loài người, ai trong người bản tính cũng thuần khiết. Vậy tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân từ đâu mà có để tất cả phải bị luân hồi chịu khổ cho đến nay và mãi mãi về sau? Quý vị nghe câu hỏi kịp không? Nếu nói rằng ai cũng có tánh thiện, ai cũng có Phật tánh, vậy tham sân si từ đâu ra? Thưa đại chúng, cái câu nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, đó là mình nói đến cái tánh thiện thôi. Và mình muốn hướng dẫn cho người ta hướng về cái thiện để phát thôi. Chứ còn mình biết được bản chất ngoài cái tánh thiện, con người vẫn có tánh, tánh thông thiện. Nhưng mà biết mình nói cái đó, vì ở đây là cái phương diện tích cực, muốn chỉ cho con người thấy cái tốt, cái thiện để con người phát triển. Mà sở dĩ mà đã chỉ vậy mà còn không triển nổi nữa. Và bởi vì con người thường á, tất cả đều có chủng tử của tham sân si. Mà do đâu mà cái tham sân si, cái hạt giống nó lớn mạnh? Là vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh, vì con người xung quanh. Ví dụ mình có cái chủng tử tham, nhưng mà xung quanh mình không có gì để ăn cắp hết, thì không có phương tiện để mình ăn cắp. Và đồng thời nếu không có cái gì để cho mình ăn cắp, thì mình sẽ suy nghĩ cách thức ăn cắp. Mà vì không có vật để ăn cắp, thì sẽ không có suy nghĩ cách ăn cắp. Mà hai cái này không có thì nghiệp ăn cắp không có, thì cái chủng tử ăn cắp được tắt. Cho nên tại sao, thí dụ bây giờ một người xuất gia, tại sao phải vô chùa ở, phải cạo đầu? Anh cũng có cái chủng tử khoái đẹp, cho nên bây giờ anh chấp nhận đi tu thì trước hết phải cạo cái đầu để giảm cái đẹp, để anh bớt bận rộn. Thế mà anh còn cái tóc là sáng anh bận à. Sáng anh phải bận rộn với cây lược nè, anh phải bận rộn với loại shampoo nào để gội mà không rụng tóc nè, phải không? Và anh phải bận rộn với một cái chất gì, nhuộm nào, kiểu nào, màu nào cho nó đẹp nè. 3 tháng anh kiểu này mà 4 tháng anh kiểu kia, là hễ anh còn tóc là anh còn những chi tiết hệ lụy bởi cái tóc, chưa nói món khác.
Cho nên nếu anh chấp nhận đi tu thì tóc phải cạo, sống một cuộc đời mặc ăn mặc như thế như thế, để ở trong chùa để chi? Để cái hoàn cảnh trong chùa nó không làm cho những cái tâm khác triển, khác triển. Ví dụ bây giờ một người mà đang buồn khổ về mặt tình cảm, mà coi phim tình cảm, nghe những bài tình buồn thì buồn nó tăng, bởi vì nó có hoàn cảnh, nó làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó tăng trưởng. Thì cái người mà người ta đang buồn khổ là người ta không nên nghe cái đó, mà đa số là cứ đi theo cái thuận chiều đó. Thưa đại chúng, cái đó gọi là cái diều duyên, biết không? Nếu mình đang buồn mà nghe những bài nhạc buồn, cái đó gọi là tăng thượng duyên, làm cho cái duyên buồn nó tăng trưởng. Và cái đó là thuận duyên của cái buồn. Ví dụ như mình đang buồn về một cái chuyện tình cảm, thất tình gì đó, mà cứ mở hoài mấy cái bản nhạc một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu thì mình sẽ khổ. Cho nên mình khổ cái nào mà mình nghe cái đó là nó tăng cái đó, thì Phật giáo gọi là tăng thượng duyên. Và cái đó cũng là thuận duyên để nó khổ tiếp. Cho nên khi người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, là để xác định, là để khuyến khích. Người ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh để phát triển cái đó, mà không nói cái tánh kia. Pháp Hòa ví dụ như con mình, không bao giờ mình nói mày ha là cái thằng ác ôn, mày tánh mày rất là xấu. Không nói cái đó với con. Con, má biết con rất là giỏi, con học rất là hay, con rất là thông minh, con ráng học đi, má ủng hộ con. Mình phải nói cái điều tích cực trong đứa, trong con người đó, để họ phát triển cái đó. Còn nếu mình cứ tưới hoài cái chủng tử kia, nó có chứ. Thí dụ mình nói mày đó, mày không biết mày ăn cái gì, mày ngu quá trời, mày thấy thằng nhỏ kế bên không? Thì nó cũng sẽ giận chất xám, nó nói má gì con ăn nấy. Bà sợ, nó nói má ăn cái gì con ăn cái nấy. Mà ai biểu mình nói mày không biết mày ăn cái gì mà mày ngu quá. Quý vị hiểu và nói không? Thành thử ra nói cái đó là để cho con người tưới cái thiện, chứ không thể mà tưới cái xấu. Thí dụ một cái chú tiểu chú tu, một thời gian sau chú chuyển tâm chú không tu, thì người thầy cũng phải tìm mọi cách tưới lại. Trời ơi con, mình đi tu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình ra uổng lắm, mà thậm chí còn phải ngồi nói chuyện, làm mọi cách để giữ người đó lại, và tưới tẩm những hình ảnh đẹp của một thời làm chú tiểu ở chùa. Để làm gì? Để giữ chân cái người tu đó. Cho nên thưa đại chúng, trong con người ta đều có hai thứ: tham sân si, mạn nghi, ác kiến, vân vân. Nhưng chúng ta cố gắng không tưới cái hạt giống bất thiện đó, mà chúng ta luôn luôn nói cái điều thiện, để cho chúng ta phát triển cái thiện căn. Điều thứ hai, con người chúng ta nếu tối ngày cứ nghĩ tới tiêu cực thì mình, cái bệnh mình khó chữa, nếu lỡ có bệnh. Và thậm chí đang khỏe mà cũng bị vì cái tiêu cực đó nó làm cho mình bệnh thêm. Thí dụ một cái người bệnh ít, nhưng mà tối ngày không làm gì hết, cứ ngồi, trời ơi đau quá, trời ơi đau quá, chết đâu chết khuất cho rồi, trời ơi đau quá. Thì đau ít, nhưng mà nó thành đau nhiều là tại vì rên, rên riết nó cũng mệt chứ. Thành thử nãy đau chân, giờ đau luôn cái cổ họng. Rồi mấy đứa nhỏ nó nghe hoài câu trời ơi đau quá, bắt đầu nó đau đầu. Quý vị thấy không? Thành ra mình quan trọng là mình phải tích cực. Thí dụ mình nói tôi bệnh, nhưng mà tôi còn rất may mắn tôi bệnh ở nước Mỹ. Không, có bác sĩ chữa trị rất là đàng hoàng, có y tá đồ rất là chăm sóc tốt. Mình phải phát triển cái tích cực ở trong người mình. Và thậm chí mình ở xứ này mà bệnh mà vô bệnh viện mà chết đó, là thật là hết số đó. Chứ còn còn số nào họ cũng cố gắng họ chữa hết. Họ không có give up, họ không có bỏ cuộc. Thậm chí họ hỏi mình luôn, giờ cái trường hợp người đó là không vậy đó, nhưng mà gia đình vẫn muốn keep going không? Mà gia đình nói yes là bác sĩ không làm gì hết.
Tức là họ vẫn theo cái tôn ý của mình. Cho nên thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Pháp Hòa kể câu chuyện nè, đã từng kể nhưng mà đây một cái ví dụ. Thì có một ông cư sĩ đó, ông vô chùa, ông mới nói: dạ bạch hòa thượng, con xin hòa thượng cho con đi xuất gia. Thế thì ông hòa thượng mới nói: ở đời trong chùa tu cực lắm à, thức khuya dậy sớm rồi này kia vậy đó. Cái bữa nọ đâu tháng trường luôn, cứ 4 giờ sáng thấy ông lọt tọt vô chùa, ông tụng kinh. Thì hòa thượng hỏi: ông có sẵn sàng chưa đi tu? Nói: dạ bà thượng yên tâm, con bây giờ là sân si phiền não gì lắng hết rồi, tham đắm gì con bỏ hết rồi, yên tâm con ready đi tu. Cái bữa sáng nọ cái ông vừa lân tân vô tới cửa, cái hòa thượng đọc bài thơ. Hòa thượng nói: sáng nay tu hành tinh tấn, đi chùa lễ Phật công phu, không biết ổng có hay là ổng đang im ru sợ bà vợ ở nhà ngoại tình. Trời ơi, ông giận là ông chửi hòa thượng trận. Cái hòa thượng nói: rồi tôi biết ông tôi tới đâu rồi đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai thì cũng ông cư sĩ, ông vô ông nói hòa thượng: bạch hòa thượng, lúc này con tu giỏi lắm hòa thượng, con thế này thế kia, lúc này con ngồi thiền bao lâu, con tụng kinh bao lâu. Cái hòa thượng nói: mô Phật, như vậy ông không phải là con người. Tôi không thấy là con người, tôi là con gì? Ê hòa thượng đây, thì ông là ông Phật. Cái ông sùi lờ, ông nói: sao ông nói sớm? Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, thông thường khi mình bị người ta nói một câu vậy, mình nghĩ mình làm sao? Mình nghĩ cao hay mình nghĩ thấp? Đa số là nghĩ thấp. Ông không phải là con người thì lập tức nghĩ: không lẽ tôi con chó con mèo. Mà tâm ông hòa thượng đó, nếu ông đã tu được tới mức đó thì ông là ông Phật chứ đâu phải là con người. Thưa đại chúng, và nói như vậy để xác định cái vấn đề là chúng ta có thiện nhưng chúng ta ít có sống với tánh thiện. Chúng ta có rất nhiều điều tích cực nhưng ít sống bằng cái đó. Có một lần có một đạo hữu hát cái bài này, có một cái bài thơ. Bài thơ là căn dặn hay sao mà đại ý cái bài thơ vậy nè: xin hứa với tôi hôm nay, dù con người có móc mật môi gan em, dù con người có tàn bạo, có dẫm đạp lên em như dẫm đạp lên con giun con dế, nhưng em phải hứa với tôi, kẻ thù ta không phải là con người. Thì cái ý của cái bài thơ đó là gì? Con người không có là kẻ thù của mình, mà con người mình có kẻ thù là của tham sân si. Sở dĩ con người sống ác với nhau là bởi vì con người sống bằng ganh tị, lấy cái tâm ganh tị mà đối xử chốt trước bản. Cái pháp ác nó lấn trong tâm, trong con người. Cho nên mình không có giết người ác. Nếu muốn giết là giết cái pháp ác. Vì cái pháp ác nó còn thì nó sẽ ảnh hưởng, effect, nó ảnh hưởng con người. Cho nên bài thơ nói: xin hứa với tôi hôm nay, dù con người có móc mật em, đầy ải em vào gian lao tủi nhục, dù con người có dẫm đạp lên em như là dẫm đạp lên con giun con dế, nhưng em phải hứa với tôi, kẻ thù ta không phải là con người. Thì ý muốn nói, thì có một vị đọc cái chỗ đó chưa hiểu, nói: thầy ơi sao cái bài này nói nặng quá vậy, nó chửi người ta không phải quỷ sứ gì sao? Nó không phải, tại đạo hữu chưa thấm được cái câu kẻ con người không phải là kẻ thù của mình, chứ không phải là mắng mỏ ai, anh không phải là con người. Cho nên hòa thượng nói: ô như vậy ông không phải là con người, thì mình lập tức nghĩ cái thấp liền, không lẽ nào. Nhưng mà ý của ngài nói ông là ông Phật. Quý vị thấy được điều đó ha. Cho nên mình có hết cái điều. Bởi vậy cho nên á, chúng ta tu theo đạo Phật á, không phải là chúng ta đi vào một tôn giáo bái lại một đấng thượng đế tối cao nào như Đức Phật để mà van xin. Điều đó có, nhưng nó ở chỉ lãnh vực cầu nguyện an tâm cho mình. Cái cốt yếu, cái cốt lõi của đạo Phật là tất cả những người đệ tử Phật phải nhận ra được cái yếu chỉ của đạo Phật muốn nói với mình là gì. Nhận ra cái pháp để chúng ta tu.
Chúng ta đi vào đạo Phật để tìm một phương pháp chúng ta sống. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì chưa làm được thì ráng làm cho được. Tình cảm mình có bị hư hao vì chúng ta sống chúng ta thiếu hiểu nhau, chúng ta làm khổ nhau bằng lời nói, bằng hành động, thì bây giờ học lại, học cái cách sửa cái cách nói, sửa cái hành động để tăng trưởng cái hạnh phúc cho nhau. Mình có một cái món hàng gì á, trước khi xài là phải biết sử dụng. Chứ không ai mà, thí dụ mình mua cái máy vì không biết, kêu con tới, con này tắt làm sao, này mở làm sao, này bấm làm sao, thí dụ vậy đó. Cho nên không có một cái gì mình có mà cứ đem ra xài mà không hề biết nó sử dụng như thế nào. Cũng như thế, chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta tìm một phương pháp để chúng ta sống lành, sống thiện, sống tốt. Cũng như là quý vị đi tìm những bác sĩ để học hỏi về những cái sức khỏe thường thức để bảo hộ cho sức khỏe mình trong đời sống hàng ngày. Thế thôi. Cho nên đạo Phật là vậy đó. Chứ đạo Phật không phải là mình chỉ đến, mình quy y, mình có pháp danh, rồi mình làm cái bàn thờ mỗi ngày mình cầu nguyện. Điều đó có, Pháp Hòa không có bác. Nhưng quý vị nên như cái đó là mình một phần để giúp tăng trưởng cái năng lượng tu tập thời khóa để giữ cái sự siêng năng. Nhưng mà cái chính yếu là chúng ta học được cái pháp tu tập. Cho nên học cái pháp tu tập là biết hướng tâm mình về cái cảnh lành. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy, nếu mà mình nói ồ ở Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn, nghe vậy cái mình hướng tâm mình cõi thiện, mà muốn về đó cái phải chuyển hóa những cái phiền não của mình để được về đó, có điều kiện để về đó. Con về nhà mới có thờ Tam Bảo và thờ ông bà cha mẹ chồng và thờ cha ruột của con, mà con tự cúng và cầu xin có được không thầy? Dạ được. Mình ở nhà mình tự lập bàn thờ, tự để bàn ông bà lên, rồi mỗi ngày tự tụng kinh, tự cúng, cái đó không sao hết. Tại vì nhà mình cũng là một đạo tràng. Nhà mình cũng là đạo tràng, nơi nào có sự tu tập thì nơi đó là đạo tràng. Các vong linh thiếu tháng khi cúng con cầu xin và xưng hô như thế nào thì mình đối với cái người kia thôi. Ví dụ như bây giờ người cái vong đó là cha thì mình gọi bằng cha, là mình xưng con. Còn nếu cái vong linh như cái câu hỏi là những vong linh thiếu tháng là con của mình, thì nếu là con của mình thì mình gọi là con, mình xưng là mẹ. Cái đó là qua cái hình thức tưởng nhớ chứ không phải có một cái bài bản gì. Nhưng mà đa số người còn sống á, người nào mà quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta gọi là hương linh. Hương linh đó là để mình thầy những vị ở bên ngoài gọi. Ví dụ như mình nói hôm nay là ngày giỗ của ba, con nhớ đến ba, con làm mâm cơm để con tưởng niệm, mời ba về thọ dụng và chứng minh lòng hiếu thảo của con. Nhưng mà khi mình xoay qua bàn Phật thì mình nói là hôm nay là giỗ của ba con hương linh Nguyễn Văn gì đó, thí dụ vậy. Cho nên đối với người lớn thì chúng ta gọi là hương linh, còn đối với các em nhỏ mà nó mất chúng ta gọi là thanh linh. Thanh linh là một linh hồn còn trong sáng, trẻ. Con phát tâm trì chú Đại Bi mỗi ngày 21 biến và bạch y thần chú mỗi ngày 5 biến đã gần 3 năm rồi, mà con niệm nhỏ với tấm lòng thành của con. Vì con lớn tuổi rồi, niệm lớn thì mệt. Và bất kỳ nơi nào thanh tịnh có được không thầy? Dạ được. Tại vì mình niệm theo sức khỏe của mình thì niệm lâu thì Phật linh. Còn niệm mà không được, niệm lớn quá bệnh nó sẽ tụng hoài Phật không linh. Mình tu, quý vị nhớ hôm nào quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói về phương pháp niệm Phật, thì Pháp Hòa có chia sẻ là cái cách niệm Phật nó cũng giống như cách mình tụng kinh trì chú. Tùy theo sức khỏe, niệm lớn, niệm thầm, niệm quán tưởng, cách nào cũng được. Mà mình phải biết tùy cơ mình niệm. Ví dụ như thường ngày mình tụng lớn, nhưng mà lúc buổi ở nhà mình mà cái giờ đó không phải giờ ngủ của người ta,
Ví dụ giờ mình tụng kinh mà lớn tiếng mà 12 giờ khuya rồi tụng sao ta ngủ, phải không? Phật còn phiền. Hay là bây giờ mình đi vô trong bệnh viện, mình niệm Phật cầu nguyện cho người thân thì phải niệm nhỏ nhỏ, niệm vừa chừng, thậm chí tưởng niệm và mấp máy thôi cái người bệnh kế bên nữa. Và cái giờ, cái những cái xung quanh ở bệnh viện đâu phải là nơi chốn để mình làm ồn dù làm lời tụng kinh. Cho nên mình phải biết uyển chuyển như vậy. Ai có hỏi một câu hỏi về phạm tội đồng lõa với hung thủ, một lát nữa Pháp Hòa gặp riêng nha. Kính thưa thầy, lần thứ tư con có duyên lành gặp lại thầy tại tỉnh Thất Hiền Như. Thầy đã gầy đi. Có biết đó là một quá trình không? Thầy đã gầy đi, nhưng diện mạo lời nói của thầy vẫn ấm áp truyền cảm, giúp Phật tử chúng con luôn tìm đến thầy để nghe những bài pháp thật bổ ích cho cuộc sống của chúng con. Thầy vẫn giảng cuộc sống là vô thường, nhưng tại sao, vì sao trời Phật nhiệm màu, quyền năng mà lại để thế gian này những người hiền lành, đạo đức sống phải lại quá vãng sớm, còn những người điêu hoa, hung dữ lại sống yên vui lâu dài. Như chồng con, một người chồng, một người cha sống rất vẹn toàn với gia đình, dòng họ, nhưng tại sao cũng đi quá sớm. Nhiều lúc con nuôi chồng tại phòng hồi sức tích cực, con thầm buồn trời Phật sao không thương gia đình con. Con không biết trời Phật nhiệm màu có để cho con tin như con đã từng tin tưởng bấy lâu nay. Con đã khóc, khóc thật nhiều khi chồng con ra đi và không biết mình đặt niềm tin vào nơi nào. Con buồn lắm thầy ạ. À, khi đọc được cái lời này á thì chúng ta rất là thông cảm. Nhưng mà bởi vì mình đã đặt để Đức Phật ở một cái vị trí khác, cho nên khi mình không được như ý thì mình lại thất vọng với Phật. Đức Phật đã từng xác định tôi chỉ là một người thầy chứ không phải là một ông thần. Nếu mình đến với đạo Phật bằng con đường tin tưởng vào sự quyền năng của Đức Phật thì Đức Phật không làm được. Nhưng nếu chúng ta đến với Đức Phật bằng lời dạy của Ngài để giúp cho mình vượt cái khổ, bây giờ cho dù vị Phật tử này buông Phật hay là giữ Phật, thủy chung cuộc đời vô thường, biến đổi vẫn đến như thế. Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng hễ người nào hiền phải sống lâu. Thưa đại chúng, Phật có hiền không? Nhưng mà tuổi thọ Phật cũng có 80 thôi. Rồi quý vị nhìn vào nhan hồi có 30 tuổi, nhìn vào những bậc tôn đức mà đã làm biết bao nhiêu việc cho đời, cho đạo, tuổi thọ có 40, tuổi thọ có 20 mấy. Cái vấn đề không phải là chúng ta sống dài hay sống ngắn, mà vấn đề là trong thời gian sống chúng ta đã sống như thế nào. Chứ còn dài ngắn thì không biết được, và nó tùy vào cái duyên phước của mỗi người. Chưa chắc chúng ta ở lại đây mà chúng ta hạnh phúc ạ. Tại nhiều khi cái người đi sớm vậy mà nghiệp người ta nhẹ, người ta khỏe, người ta đi rồi người ta khỏi lo. Thật ra cái điều đó cũng không nói được đâu. Do cái nhìn của chúng ta thôi. Do chúng ta cảm nhận thôi. Cho nên Pháp Hòa thông cảm, đại chúng cũng thông cảm cho tâm trạng của cô. Nhưng cô nên hướng Phật bằng một cái pháp, cái giáo pháp là Đức Phật cho mình giáo pháp để chúng ta vượt khổ, để thấu được cái đạo lý của đời, chứ không phải là Đức Phật cho mình những cái quyền năng. Nếu mà Đức Phật á, giữ người hiền mà phạt người hung dữ thì Đức Phật là thần, phải không? Đức Phật là một ông thần mà Đức Phật không phải là thần. Mà nếu mà có quyền năng như vậy á thì mình sẽ đến với Ngài lúc nào cũng có một sự trao đổi.
Đây, con cúng ngài một nải chuối, ngài cho con trúng số 100. Tức là mình lúc nào mà không để ý, mà không khéo là quý vị để ý coi, hình như là phần lớn đôi lúc mình tới với Phật có điều kiện hết á. Phật cho con mà qua được cái khổ kỳ này, con in 100 cuốn kinh, con cúng dường, con ăn chay tháng, con bố thí gì đó. Tức là không khéo là mình đến với Phật đều có một cái điều kiện hết. Nào, nhưng mà Đức Phật không có cho mình được cái đó. Mà Đức Phật có là cho cái gì? Còn nếu mà nói Đức Phật linh hiển mà ban cái gì cho mình đó, cái đó một phần thôi. Cái phần chính là cái phước của mình. Cái phước của mình. Bây giờ ví dụ cái người đó người ta không có, người ta không có khỏe, mình cho người ta biết bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng, họ cũng đâu ăn được. Tại vì cơ thể họ không tiếp xúc được cái đó. Thì người có phước cũng thế. Người có, người mà khỏe mạnh thì ăn gì cũng được. Người không khỏe thì không gì ăn được. Người có phước thì sao cũng được. Mà người không có phước thì nhiều khi có phước cũng tùy phần nữa à. Được cái phước này mà mất phần phước khác. Ví dụ như mình được phước ở nước Mỹ, nhưng mà bù lại không có phước sống, bệnh tật tối ngày. Rồi có nhiều khi mình không có phước ở sức khỏe, nhưng mà bệnh có phương pháp. Nó thành nữ là phước nó cũng đa dạng lắm. Ông thầy khai thị ba câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu thứ hai: không nghĩ thiện không nghĩ ác, bản lai diện mục. Câu thứ ba là tịch tỉnh. Cái câu hỏi là có đồng nghĩa không? Thưa đại chúng, cũng là đồng nghĩa. Trước hết, câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, câu này xuất phát từ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có câu này, cái nghĩa là mình nên sanh một cái tâm. Tâm này là tâm không có chỗ nào để mình bám trụ. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta làm bất cứ việc gì, tâm mình đừng trụ cảnh, trụ người, trụ việc gì hết. Thì tâm sống được như vậy á, thì cái tâm mình lúc nào cũng tĩnh lặng mà không có bị khó khăn. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến đây, vì cơ duyên Pháp Hòa được có sức khỏe, có thời gian, và tỉnh thất hiền như cũng đầy đủ phương tiện, phối hợp cả ba, chúng ta tổ chức một cái buổi này cộng với quý vị. Sau buổi giảng này quý vị về, Pháp Hòa về nghỉ, mai sáng bay về Canada. Có tụ, có cười vui, có bắt tay, có chụp hình. Có hỏi thầy nhớ con không? Có hết. Nhưng mà sau cái buổi này rồi thì tất cả chúng ta trở về cái vị trí của mình mà không cần bám trụ gì hết. Lần khác Pháp Hòa trở lại, quý vị nghe tin, quý vị có thời gian, quý vị trở lại. Tại vì có thể lần sau quý vị bận rộn, quý vị không đến được. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mình làm gì cho ai mà mình cũng trụ cái tâm mình vô đó, đó nhỏ đâu đâu tôi giúp đó. Anh chàng này hồi xưa tôi phụ nè, cái tâm mình chừng 5 lần là chật cứng à. Vì tâm mình không có trụ bám một cái gì hết. Việc gì mình thấy mình có khả năng mình làm được, mình giúp là mình giúp. Ví dụ bây giờ người đó xin mình giúp mà mình không có khả năng, mặc dù rất muốn giúp mà không có khả năng, thì cũng đâu có giúp được, phải không? Cho nên rất là may nè, gặp lúc người đó cần, ngay lúc mình có, mình có thể chia sẻ là cứ chia sẻ. Và người sống được với cái tâm không trụ bám ở đâu thì người đó luôn luôn tâm lúc nào cũng tĩnh lặng. Pháp Hòa ví dụ á, con người mình á, sở dĩ mà mình dễ hay quên hay là lẫn lộn á, tại vì cuộc sống mình quá nhiều thứ để mình phải nhớ, phải chọn. Nội quần áo thôi, và nội giày dép thôi, thì quý vị đã thấy quá chừng thứ để mà mình phải bận tâm. Trước khi ăn bữa tiệc là cũng mất 1 tiếng đồng hồ đó. Phải chọn cái đồ nào nó đi với cái đôi giày nào, vân vân.
Kim Cang nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là nên sanh một cái tâm mà không trụ bám vào đâu. Cái câu thứ hai, không nghĩ thiện không nghĩ ác bản lai diện mục. Cái câu này là ở trong kinh Pháp Bảo Đàn. Thì khi vị đó được hỏi không nghĩ thiện không nghĩ ác thế nào là bản, ngang đó vị đó tỉnh. Bản lai là nếu mà nói theo chữ á, diện là mặt, mục là mắt. Mắt mặt xưa nay của mình. Nhưng mà thường ta ít nói vậy, ta nói là mặt mũi xưa nay của mình. Là tĩnh lặng, không hề có một chút thương ghét gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Đây là mặt mũi xưa nay nè. Này gọi là quy y Tam Bảo, cầm ba cây nhang. Ví dụ vậy nè, khi nào mình vui á là cái nét mặt mình nó vui, khi nào mình buồn á là cái nét mặt mình nó buồn. Nhưng mà cái vui và cái buồn này là hai cái lâu lâu hay là thường nhật của mình? Thường nhật của mình là mặt làm sao? Bình thường. Bình thường, thí dụ mình ở nhà mình là bình thường. Cái bình thường này nó cái mới là cái thường của mình. Còn lâu lâu mình được gì đó mới vui lên cái, rồi lâu lâu mình gặp cái gì mình nóng ấy mình mới bực bội. Cái buồn và cái vui là hai cái diện mạo của bất thường. Còn cái bình thường của mình nhất là bình thường. Hiểu ý không? Vậy thì mặt mũi xưa nay của mình là không thiện mà không ác. Thí dụ bây giờ mình cũng là cái cô đó đó, mình gặp mình thương lắm, cái mình giúp. Chơi đâu được 3 tháng phát hiện người này tham quá, cái bắt đầu khiều à, tôi nghỉ rồi. Trời ơi, thấy mặt sáng láng chú tham lắm nghe. Tức là mình cũng 3 tháng trước mình thương, 3 tháng sau mình không thương. Vậy thì mình có chỗ trụ rồi đó. 3 tháng trước trụ thương, 3 tháng sau trụ ghét, phải không? Mà cuộc đời này nếu mà mình không thương không ghét là mình sẽ nhẹ hơn. Nghĩa không phải là mình thờ ơ, nhưng mà tôi bình thường thôi. Thí dụ chị cần tôi giúp là tôi giúp, chị không cần là tôi xong. Tôi không cần phải đặt để là chị rất là dễ thương. Mà thường mình có cái khuynh hướng là ai mà dễ thương là bằng quảng cáo. Có biết nhỏ đó không? Trời tội nghiệp lắm. Thế này thế kia mà tới hồi mình không ưa rồi. Có biết nó không? Trời ơi ghê lắm. Tức là cũng mình hết á. Cũng mình hết á. Cho nên cái mặt mũi xưa nay của mình không phải cái đó. Mặt mũi thế trước khi mình quen với người đó, mình gặp họ là mình bình thường. Mình bình thường, nhưng mà khi mình quen người đó, mình hiểu người đó rồi là một là mình thương, hai là mình ghét. Thật ra cái này là bất thường nè. Vậy thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của mình? Nghĩa là tâm anh không khởi, dù vui hay buồn. Bản lai diện mục của anh, mặt mũi xưa nay của anh, nói cách khác là tâm tánh của anh là ở trạng thái bình thường. Và cái bình thường mới chính là cái chúng ta cần có. Còn cái bình, nhưng mà chúng ta thường sống với bất thường, chứ phi thường ít lắm. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình vẫn nhịn được mới là phi thường. Còn người ta chưa chửi là đã chửi trước rồi. người ta chưa có đối với mình xấu là mình đã xấu trước rồi. Vì tại sao biết không? Ra tay trước vẫn hay hơn. Cho nên có nhiều người á, họ nói con không bao giờ chịu lỗ đâu, thà con đá nó trước. Thưa đại chúng, cái tâm của chúng ta nó ở 3 trạng thái. Một là vui, hai là buồn, ba là trung bình. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói không thiện không ác, bản lai diện mục xưa nay, cái cuộc sống bình thường của mình nó mới là thường của mình. Cũng giống như mình ăn cơm nhé, mỗi ngày ăn cơm bình thường đó là thường. Còn cuối tuần mới có những món đặc biệt, hay là khi có tiệc mới có những cái món đặc biệt.
Còn tất cả những ngày thường của chúng ta là những bữa cơm bình thường. Mà chính cái bình thường nó mới là cái thường của mình. Và cái gì thường thì cái đó mới lâu dài, mặc dù nó vẫn vô thường. Nhưng mà còn cái mà vui giống như chiều hôm nay mình gặp nhau, ngắn lắm, 2 tiếng, 3 tiếng là đã xong. Cái này cũng là vô thường. Quý vị hiểu ý không? Cái thứ ba là tịch tỉnh. Chữ tịch á là vắng lặng, chữ tỉnh á là sáng suốt. Vắng lặng mà sáng suốt chứ không phải vắng lặng mà mê mờ. Ví dụ như tối mình tắt đèn, mình ngồi thiền, thấy mình ngồi tĩnh lặng nhưng mà tâm trí rất sáng, tâm khởi lên gì biết nấy. Ví dụ đang ngồi thiền gì tĩnh lặng, không ai thấy không ai biết, nhưng đang ngồi vậy thì trong tâm nó khởi lên: ngày mai đi chợ nhớ mua hành. Thế thì mình mới nhắc mình nói giờ này là ngồi thở chứ không có hành gì nữa hết, trở lại hơi thở. Tỉnh là mình biết tâm mình khởi cái gì mình biết, tịch là vắng lặng, tỉnh là biết. Cho nên các thầy á, người tu mà chúng ta đến cái chỗ viên tịch là rất cần. Tịch là vắng lặng mà viên là viên mãn, nghĩa là sự vắng lặng viên mãn. Người nào mà sống với vắng lặng viên mãn là người đó có niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Là khi nào tâm mình vắng bặt hết tất cả mọi cái phiền não khổ đau. Tiếng Anh gọi là tiếng Phạn là Nirvana. Chữ nơ là no, N-I-R, nơ là no, Vana là negatives. Khi nào tâm mình no negatives, cái đó gọi là Nirvana. Vậy thì niết bàn là chữ phiên âm từ Nirvana, nghĩa là tâm không có bị dao động. Vậy thì niết bàn là trạng thái của tâm, cho nên gọi là tịch tỉnh hay là viên tịch. Và vì vậy chúng ta đã dùng cái chữ đó để gọi quý tôn đức khi các ngài qua đời. Các ngài nói hòa thượng đó đã viên tịch vào lúc 5 giờ ngày mấy đó. Riết cái mình nghe chữ đó mình sợ, mình nói trời ơi, chữ này chết chết á. Không phải, viên tịch là một quá trình tu mà tu cao à, tĩnh lặng á. Nhưng mà bây giờ cái chữ chết đối với các bậc tôn đức nó bình thường quá, thì chúng ta lại gọi cái từ trong Phật Pháp là vị này bây giờ đã đi vào chỗ vắng lặng toàn vẹn, gọi là viên tịch. Bây giờ Tết nhất mình gặp nhau mà nói đầu năm mới con chúc bác suốt năm viên tịch. Tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là chúc bác tâm lúc nào cũng tĩnh lặng, không bị bôn ba bất cứ chữ. Mình nghe chữ đó mình sợ quá. Ê, có chút lộn không? Viên tịch là một trạng thái của Phật, rất là Phật. Nhưng mà tại vì mình bị những cái chữ đó, ví dụ như một số người ta đi vô nhà hoàng á, đi phúng điếu người thân bạn bè gì mà vô nhà hoàng cái nghe mở máy niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ đưa máy đâu dám lấy. Thôi, ghê quá. Mỗi lần con mở máy để lên nó ám ảnh. Tội nghiệp Phật. Chúng sanh mình dễ lắm, dễ nhiễm lắm phải không? Cho nên á, cái đó cũng nghĩ một chiều rồi đó. Ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thưa Thầy, chánh niệm là như thế nào? Con không hiểu. Chánh là chân chánh, là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình làm việc gì, mình nhớ nghĩ đến việc đó, mình biết rõ việc đó gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình ăn, mình biết rõ món ăn này là món gì và mình có thể ăn được bao nhiêu, gọi là chánh niệm ăn uống. Ăn cái gì biết mình ăn cái đó. Có nhiều vị nói ồ nói vậy á khỏe, con uống rượu, cái con nói con chánh niệm uống rượu. Đây là XOX, con biết đây là XOX, vậy là chánh niệm rồi. Cái đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà chánh niệm sâu hơn nữa là con uống rượu, con biết con uống rượu, mà chánh niệm có đưa con xa hơn để thấy rằng rượu này có giữ cho mình sức khỏe không?
Nếu mình chánh niệm rõ là mình biết rằng đây là độc tố, thì mình đã biết gọi nó là độc tố, thì mình phải biết nó tàn hoại thân thể mình cỡ nào, là chánh niệm. Ví dụ như quý vị ngồi thiền á, cái lưng mình nó đau, chánh niệm biết rất rõ là lưng đau. Cái chân mình nó tê, mình biết rõ là chân tê, thì mình nhẹ nhàng mình đổi cái cách ngồi để làm cho cái chân mình nó dễ chịu, nhưng biết rất rõ chân đang tê và tôi đang chuyển cách. Để giúp cho cái chánh niệm đó, mình có bài kệ đổi khi tê chân. Khi tê chân á, có bài kệ đổi chân nè: khổ thọ và lạc thọ. Khổ thọ là thọ nhận cái khổ là đau chân đó, lạc thọ là thoải mái. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Ôi, nó chẳng giống như những đám mây trời vậy thôi. Nó đau rồi chút nó hết, phải không? Vậy thì nhớ, khổ và lạc chẳng qua là những trạng thái của vô thường. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Quan trọng nhất, trong khi mình đổi cách ngồi mà hơi thở mình vẫn duy trì liên tục, chánh niệm liên tục. Hơi thở là sợi dây cột tâm mình, không để mất mình. Đau chân biết đau chân, đổi cách ngồi biết đổi cách ngồi, mà tôi không hề mất chánh niệm. Chánh niệm là biết rõ. Thí dụ như mình lái xe buồn ngủ, phải biết mình buồn ngủ. Lái xe phải nhìn đồng hồ, hình như mình đang over speed để mình thắng lại. Tức là khi mình lái xe, cho nên nó có cái bài kệ trước khi đề máy xe, để chìa khóa vô đọc kệ, kệ đề máy xe: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Cầm cái remote control lên trước khi coi tivi, đọc bài kệ coi tivi: tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình có quyền chọn tất cả những channel, những đài để mình xem, thì chúng ta cũng có quyền chọn cái gì tích cực để chúng ta tiếp xúc mà không để tâm mình phiền não khổ đau. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chánh niệm là vậy đó. Ngủ mơ hay thấy đi lạc đường, có lúc đi con đường sáng rộng, có lúc đi vào con đường tối. Vậy là sao thầy? Bữa nay đi vô tới mơ. Hiện tại nói chưa xong sao nói tới mơ. Khi nào mình lạc đường là mình quẹo vô wrong exit. Thưa đại chúng, nằm mơ nó có 5 trạng thái, 5 lý do để mình nằm mơ. 1 là do quá khứ, 2 là do hiện tại mình sống mình hay suy nghĩ vấn đề đó, 3 là thiện thần nhắc nhở, 4 là các quỷ thần phá quấy mình, 5 là sinh lý không bình thường. Thì khi mà chúng ta ngủ, thỉnh thoảng chúng ta thấy những giấc mơ lạ, thì có những giấc mơ đó cũng giống như là một sự nhắc nhở. Ví dụ như mình thấy là có khi mình đi lạc đường, có khi mình đi đúng đường, có khi mình ở đường sáng, có khi đường tối, thì cũng giống như cuộc sống của mình vậy thôi. Có khi tâm mình rất tĩnh lặng và sáng biết và sống rất chánh niệm, và có những lúc mình sống rất mê lầm. Đó là một sự nhắc nhở. Ví dụ mình đừng bàn chi xa xôi. Mình thấy giấc chiêm bao vậy, mình đặt câu hỏi là nó cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Thế thì chúng ta không bị muốn lẫn lộn trong cuộc sống mình, thì mình cố gắng mình tạo cho mình những cái cách đi, những con đường đi cho nó đúng đắn. Khi con bệnh nan y không thể cứu chữa, con muốn kết thúc cuộc sống thì có phạm tội hủy hoại, làm trái lời Phật dạy không? Và khi con của con thực hiện một ý nguyện của con thì con có bị tội không? Bệnh thì ai cũng bệnh, nhưng mà không vì bệnh mà mình hủy thân. Cho nên bác đừng có suy nghĩ tích tiêu cực như vậy.
Tất cả chúng ta ở đây không người nào mà không có cái ngày cuối đó. Cho nên là nếu mà ai cũng nghĩ như mình thì coi như là mình cuộc sống này nó không có một cái gì mà để chúng ta cảm thấy cần phải làm gì. Bây giờ trước khi mình chết, cái quan trọng là chúng ta đã sống như thế nào. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, người sống trăm năm không thấy đạo không bằng người sống một ngày mà thấy đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật, chữ đạo này chính là chân lý để sống. Thấy được lẽ thật là thấy đạo. Cho nên người sống một ngày mà thấy được đạo lý, thấy được lẽ thật thì người đó vẫn vui. Vì vậy mà hồi xưa có vị mới nói đó, buổi sáng mà nghe đạo lý, buổi chiều chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Và cái đạo này chính là đạo lý, chân lý để chúng ta sống. Con có ý nguyện khi chết sẽ hiến xác, sau đó thiêu và rải tro xuống sông. Con không muốn con cháu làm bàn thờ không cúng. Con không muốn con cháu gánh nặng. Vậy có ngược đạo lý không ạ? Cái này mình tùy theo hai cái nhìn. Nếu nói đúng chân lý là vậy đó, chết rồi là thiêu là rải xong, là khỏi cúng quái gì hết, khỏi thờ phượng gì hết, là chân lý đó. Nhưng mà cái đó ở cái mặt lý tánh, lý tuyệt đối. Còn chúng ta vẫn sống trong vòng đối đãi của thế gian. Nếu chúng ta nghĩ rằng sau khi mình chết mình dẹp hết thì cũng tốt thôi, khỏi con cái phải lo, nhưng bù lại con cháu không còn đi theo cái truyền thống xưa giờ của tổ tiên là để trở về, để có một cái hướng trở về, để cắm rễ vào gia đình. Cái bàn thờ đó không phải mình ngồi đó, mình không ngồi đó. Cái bàn thờ đó là một biểu tượng, một hướng để cho các con hướng về. Nếu không có bàn thờ đó nó không hướng nữa. Cho nên nếu mình nghĩ rằng mình đi rồi nhưng mình muốn để lại cái gì đẹp nhất, đó là văn hóa truyền thống đạo đức của tổ tiên xưa giờ của mình, thì quý vị chấp nhận cho con cháu làm bàn thờ. Nhưng mà cái quan trọng là một đám tang không phải rườm rà mà thật đơn giản. Rải tro cũng không sao hết, nhưng mà cái bàn thờ tổ tiên nên giữ để con cháu còn có cái hướng để trở về. Nếu không có một cái đó đặt đó thì coi như là mất phương hướng. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa xin thí dụ nha. Ở Việt Nam mình á, nhà nào mà có đám tang á, thường ta hay treo một cái lá cờ trắng có cái chữ thập màu đỏ. Ai đi ngang thấy nhà nào treo cái đó đó là biết nhà đó có tang. Ở trong cái nghi thức cúng cô hồn mà chẩn tế đó, có một cái lễ gọi là lễ thượng phan. Thượng phan là dương một cái lá phướng rất là cao ở trước cửa chùa trong 3 ngày cúng đó. Mà trong cái biến, trong cái đó ghi gì biết không? Hồi xưa người ta kêu là cái phướng, bây giờ người ta kêu là cái announcement, cái thông báo. Hôm nay ở đây có tổ chức trai đàn chẩn tế cúng thí cô hồn cho tất cả các loài cô hồn chết dưới nước, chết trên bờ, gọi là thủy lục. Lục là trên bờ, thủy là dưới nước. Thủy lục, trai đàn, bình đẳng giải oan. Thí dụ vậy đó, nghĩa là tất cả những người chết bất cứ hình thức oan ức nào, bị giết nè, bị sát hại, bị phá thai, vân vân, tất cả những hình thức chết đều là chết oan ức. Đang đi bị người ta đụng xe, vân vân, thì những người đó bị như trở thành một cô hồn không nơi nương tựa. Hôm nay nơi này sẽ có đàn tràng cúng tế cho quý vị. Cho nên trương cái lá phướng đó lên, ghi tất cả những cái chữ đó để làm chi? Mình thuộc cái cấp nào trong cái cách chết đó thì hãy về đây mà nghe kinh mà thọ hưởng. Vậy thì cái lá phướng đó là gì? Là biểu tượng hướng lên, dương lên để cho mọi người nương vô đó mà trở về. Thì cái bàn thờ cũng vậy. Bây giờ sẵn đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tượng Phật này không có Phật ngồi ở trong,
Phật không có ngồi trong tượng đó, mình hùng tiện lại làm ra ngài mà. Như tượng Phật không cho mình được phước, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng, là cái hướng để mình tạo phước. Hai cái nói khác, Phật không cho, nhưng mà biểu cái tượng này có khả năng giúp mình tạo phước, bởi vì mình sanh tâm cung kính cúi đầu. Một cái giây phút sanh tâm cung kính hứa cúi đầu là giây phút đó chúng ta có phước. Cho một cái ông đông ác ôn lắm, mình xá chào ông, ông có phước gì đâu mà mình xá, đúng, ông không cho mình phước. Nhưng ông đứng đó là một con người, mình chào được ổng, mình sanh phước. Phước là phước cung kính một con người. Còn ổng tốt, ổng xấu không phải chuyện của mình nói. Hai cái nó khác, mình không cần ca ngợi ổng, mình không cần tán dương ổng, nhưng thủy chung ổng là một con người thì chúng ta chào. Tuổi đời ổng lớn hơn mình cúi đầu xá ổng, chào ổng có phước. Ổng không cho mình phước, nhưng ổng giúp cho mình tạo phước. Bức tượng không ban phước cho mình, nhưng mà tượng giúp cho mình sanh phước, tạo phước. Thì bàn thờ cũng vậy, quý vị muốn rải tro cũng được, nhưng bàn thờ giữ cũng tốt. Mình muốn không thờ cũng không sao hết, không muốn làm phiền con, nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái đó để biểu lộ giúp cho con cháu có biểu tượng để trở về, thì điều đó mình nên làm. Con nghe thầy giảng pháp nhiều năm nay, bất cứ khi nào có thể nghe ngày và mỗi đêm, con xin nguyện ráng làm điều lành, ráng giữ tâm ý trong sạch, con cố gắng mỗi ngày như vậy thì phước đức nếu có được đó có chuyển cho cha mẹ và con của con không? Tùy theo tâm mình hồi hướng thôi. Ví dụ như quý vị đi làm về, quý vị bỏ vô account thì mình muốn chi phí gì mình chi, muốn cho ai mình cho, quan trọng là cái phước mình tạo có đúng phước không. Thật sự là mình có phước rồi thì mình hồi hướng cho ai cũng được. Nhưng mà trước khi mình hướng, mình phải hồi. Hồi hướng hai chữ đó. Hướng là mình hướng về người ta, hồi là mình quay trở lại. Trước khi muốn cho ai, mình phải hồi lại mình. Coi cái này nó nhiêu mà hồi. Trước khi mình hướng. Ví dụ như mình mời người ta ăn mỏng kêu không để ý nồi cơm. Ta ngồi xuống đó cái dở ra nồi cơm còn có con chén. Trước khi muốn mời cơm phải chạy vô coi nồi cơm cái là hồi. À cơm còn dư, đủ ăn chạy ra mời. Vậy là kêu hồi hướng. Ông đóng tới nhà người ta chơi, cái người ta mời ông ăn cơm, cái ông ăn. Ông ăn, cái ông ăn hết chén cơm, cái ông thấy sao chủ nhân không có kêu bới chén nữa. Cái ông mới nói trời ơi hồi nãy tôi đi ra đằng sau giường, tôi thấy nha cây cam nhà anh á, trái nào trái nấy sao mà nó to, nó đẹp, bự như cái chén này. Ông đưa chén không ra. Ông chủ nhà ông nói, ôi chà, nhà tôi trái cam này nó còn nhỏ anh. Ông anh tôi á, ông trồng cam mà trái nào trái nấy nó bự như cái nồi này nè. Ông đưa nguyên nồi không ra. Ông kia quê cất chén cơm luôn. Tại sao tượng Quan Âm hay thờ ở trước chùa? Tại vì chùa có chỗ. Thờ trước cũng hỏi, thờ sau cũng thắc mắc. Thưa đại chúng, là tại sao chúng ta thờ Đức Quan Âm ở trước cửa chùa? Đây là một cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì theo Phật giáo Việt Nam luôn luôn biểu tượng và đề cao tinh thần từ bi nhẫn nhục. Đức Quan Âm biểu tượng của cứu khổ, cho nên thay thờ ngài trước cửa chùa để nói lên rằng cửa Phật từ bi. Cửa Phật từ bi cho nên thờ trước cửa đó. Từ bi là Đức Quan Âm. Thờ ở trước cửa chùa là nói lên đến cái tinh thần của Đạo Phật là cửa Phật từ bi. Và vì cửa Phật từ bi cho nên cứu độ hay là giúp đỡ những tâm hồn khổ đau. Chữ cứu độ không có nghĩa là vô rồi ban phép một cái là hết khổ nha. Mà mình vào đây để mình được thừa hưởng những cái giáo pháp chuyển khổ. Bên cạnh đó, Đức Quan Âm còn biểu tượng cho nhẫn nhục. Cho nên tay ngài cầm cái bình nước và cây dương liễu.
cây dương liễu là một loài cây mềm mỏng, không có gãy. Bởi vì nó không cứng cho nên gió thổi nó không gãy mà nó đi theo cái chiều gió thổi. Ví dụ như gió thổi tay phải, nó theo tay phải, thổi tay trái, theo tay trái. Nhưng hết gió thì nó dừng lại cái vị trí của nó. Chúng ta sống ở đời cũng phải mang một cái tinh thần uyển chuyển. Chúng ta biết tùy thuận mọi pháp, nhưng mà cuối cùng xong mọi việc thì chúng ta trở về được vị trí của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Uyển chuyển tùy duyên, nhẫn nhục nhu hòa, từ bi cứu khổ. Đó là những cái hạnh nguyện của một người đệ tử Phật. Cho nên Phật giáo Việt Nam thờ Đức Quan Âm trước cửa chùa. Anh đi ngang trước khi vô lễ Phật, anh xá Đức Quan Âm cái. Anh đem cái năng lượng nhẫn nhục, từ bi, chịu đựng trước khi vào công quả. Tại vì ở nơi công quả, anh đổ công ra rất nhiều, nhưng mà cuối cùng anh mang về quả gì? Quả đạn, quả bom hay là kết quả của sự tu tập chuyển hóa. Ngược lại, ở chùa Trung Quốc thì không để Đức Quan Âm, nhưng mà chùa Trung Quốc bước vào thì gặp Bồ Tát Di Lặc ngồi cười hỷ hạ trước cửa chùa, để biểu tượng rằng anh sắp sửa bước vào cánh cửa này, thì trước hết và việc đầu tiên anh nên có lòng hoan hỷ. Hoan hỷ là niềm vui. Cho nên sau lưng Ngài Di Lặc Bồ Tát để tượng hộ pháp. Anh hoan hỷ anh mới hộ pháp được. Nói cách khác, anh có niềm vui anh mới phụng sự lâu dài. Anh không có niềm vui thì phụng sự của anh sẽ tùy theo cái vui buồn của anh mà nó còn nó mất. Còn nếu anh có niềm vui rồi thì phụng sự không ngừng nghỉ. Đó là ý nghĩa thờ Quan Âm hay là Di Lặc trước cửa chùa. Tại sao đa số chùa không thờ tượng Phật A Di Đà? Dạ không phải đa số đâu, cũng phần. Thưa đại chúng, Đức Phật mà chúng ta thờ căn bản nhất đó là Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của cõi Ta Bà của chúng ta đây. Nói theo lịch sử, Ngài là người khai sáng ra đạo Phật ở trái đất của chúng ta đang sinh sống. Cho nên nếu cái điều căn bản nhất là chúng ta thờ tượng Phật Thích Ca. Còn tất cả Phật Bồ Tát khác thì tùy theo mỗi hoàn cảnh hay là pháp tu của mỗi chùa mà thờ thêm. Thí dụ chùa đó chuyên tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh thì thờ Phật Di Đà. Ở chỗ đó ta thờ để mà cầu siêu cho người mất, ta thờ thêm Ngài Địa Tạng. Vậy thôi, chứ không phải là có lý do gì. Căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Cho nên Phật tử tại gia cũng vậy, Pháp Hòa hãy khuyến khích đó. Nếu quý vị nào không có hoàn cảnh thờ Phật nhiều, quý vị chỉ cần thờ một trong hai hoặc là hai. Phật Thích Ca là một, biểu tượng cho vị thầy cõi đời này. Thứ hai là thêm Đức Quan Âm Bồ Tát, vì theo tín ngưỡng của Á Đông mình là Ngài cứu khổ cho mình. Thí dụ vậy đó, cho nên thêm nữa là Đức Quan Âm. Còn nếu không có, một tượng Đức Phật Thích Ca cũng được, hoặc là một tượng Đức Quan Âm cũng được. Vì một là biểu tượng cho tất cả, chứ không phải thờ bao nhiêu mới đủ. Bởi vì đức tánh trên thế gian này nhiều lắm. Chúng ta thờ mỗi vị, mỗi bức tượng là mỗi một cái đức tánh. Thí dụ như Địa Tạng là đại nguyện, Quan Âm là đại bi, Thế Chí là đại lực, Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là đại hạnh. Cho nên mình thờ các vị Bồ Tát, mỗi vị biểu tượng một cái hạnh tu. Nhưng mà một vị cũng đã đủ rồi. Chờ còn nói là không thờ không phải là có thể một là chùa đó người ta tu thiền, ta không phải tu tịnh độ. Hai là cho dù người hoặc là chùa đó thiền tịnh xong tu nhưng mà không có chỗ. Thứ ba nữa là người ta quan niệm một là tượng trưng cho tất cả thì cũng không phải có đủ hết các tượng mới được. Hoặc gì không có chỗ.
thì người ta cũng không thể bày ra nhiều được, vân vân. Cho nên không có một cái luật lệ nào, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi chùa hoặc là pháp tu mà chúng ta có thêm những bức tượng Phật thôi. Còn căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca, bởi vì Ngài là ở cõi đời của chúng ta, người khai sáng ra đạo Phật. Hay nói hay hơn là tất cả những vị Phật Bồ Tát khác chúng ta biết được là do nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Không có Phật Thích Ca thì mình chẳng biết vị kia ở đâu hết. Phật Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng vân vân, toàn là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu không. Thôi câu hỏi cuối ha. Bạch Thầy, cho con xin hỏi, theo sự nhìn thấy hạn hẹp của con, các khóa tu học Phật Pháp, các nơi quý thầy thuyết pháp giảng dạy, các nơi từ thiện, các nơi làm công quả vân vân đều là người nữ nhiều hơn người nam, mà tại sao chức năng của người nam trong đạo Pháp nhiều hơn người nữ? Có phải là người nữ trí thức kém, hiểu biết chậm vân vân? Bữa nay qua vụ này nữa ha. Thưa đại chúng, quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là tại sao các nơi xuất hiện phần lớn là người nữ, nhưng mà khi đi vào công việc á, thì cái chức năng của người nam nhiều hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói cái này á, là nói theo cái bình thường trong cuộc sống, chứ không phải là mình có tâm kỳ thị. Thường thường á, người nữ á, tâm rất là dễ phát, dễ phát tâm lắm, nhưng mà trụ tâm rất khó. Thí dụ như người nam người ta muốn làm gì ta cũng suy nghĩ kỹ người ta mới làm. Ít khi nào người ta phát biểu một cái điều gì đó mà nó ngay chỗ đó mà người ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Người nữ thì hay nhanh nhẩu cái đó hơn. Ví dụ như người ta hỏi chị cho em mượn tiền hay tôi khang khổ gì, thì thường cái người suy nghĩ kỹ là người ta biết ta có tiền, nhưng ta phải về người ta suy nghĩ coi người ta còn những công việc gì nữa, rồi ta có thể cho mượn bao nhiêu, rồi ta dò la người này từ từ rồi muốn quyết định. Không sao đâu em, chị có để chị đưa. Mình hứa rất là vội, nhưng tới hồi về nhà điều tra ra thấy cô này chuyên môn lường gạt cái phôi, xin xin lỗi em chịu giúp được, dễ cho làm cho ta giận không? Tức là mình dễ sanh, mình dễ phát tâm. Đó là chưa nói cái trường hợp là mình phát tâm nhưng mà giận hờn bỏ cuộc nửa chừng nữa. Tới hồi phát tâm là rần rần dữ lắm, nhưng mà giận cũng rần rần dữ lắm. Tại vì khi đi vô rồi, một cái tập thể làm việc là hờn giận, trách móc rồi buông xả. Người nam thì ít. Người nam thì không phải, đây là Pháp Hòa nói không có phải kỳ thị, nhưng mình nói bản tính, cái bản chất của mỗi người. Cộng thêm á, người nữ khi có lãnh một trách nhiệm, một cái công việc gì mà nó có tính cách quan trọng, thì thường hay lớn tiếng hơn, hay có những cái biểu lộ là xin lỗi mình tạm dùng sám hối đại chúng là ta đây hơn. Đây là Pháp Hòa nói theo cái bình thường đó. Thường thường mình là ở cái chức vụ gì nhiều mình phải khiêm cung, nhưng mà người nữ thì hay có cái tính kia. Hễ mà ở chỗ nào mình có chức quyền chút là bắt đầu mình hay lớn tiếng. Cho nên nhiều lúc người ta đến chùa người ta cũng hay phiền hà vụ bếp núc. Tại tay vô ta xin này cũng bị la, ta hỏi kia bị nạt đó. Đôi khi người ta cũng buồn. Cho nên ở đây không có phải là mình kỳ thị, nhưng mà mình tùy việc, tùy người mà giao việc, chứ không có kỳ thị. Tùy người mà giao việc. Nếu người đó có khả năng này, mình giao khả năng này. Thường thường á, người nam á, ít có cái chuyện gọi là ngồi lê đôi mách, hay là ngồi nói chuyện bàn thảo, chứ không có học tới học lui chuyện của ai. Nhưng mà bản chất của người nữ thì nó khác. Đôi khi cũng dễ làm người khác buồn lòng. Thậm chí ở trong những vai trò lãnh đạo, đôi lúc người ta thích làm việc với các nam hơn là các nữ.
Tại vì người nam dù gì cái tính tình cũng dễ dãi hơn, dễ xí xóa, dễ cho qua. Còn người nữ thì hơi chi tiết, bắt khoan nhặn chút. Cho nên cái vấn đề ở đây không kỳ thị, mà vì có những cái vấn đề như vậy cho nên ở những nơi mà cái gì quan trọng thì đa phần là người nam ở một cái ở cái thế lãnh đạo. Còn nếu mà nói về nghiệp lực thì xưa giờ người nữ luôn luôn là ở một cái trạng thái là gì, núp bóng một cái đấng trượng phu, nương tựa vào một đấng khác. Cho nên mình ở cái thế đó thì tự nhiên nó thấy được cái đẹp của người nữ là thùy mị và nương tựa. Nói vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ như bà Võ Tắc Thiên đi. Bà là một nữ hoàng đế, bà có quyền uy ở trên cung vàng điện ngọc đó. Nhưng khi bà trở về sau hậu cung, bà vẫn muốn làm một người vợ, một người mẹ bình thường. Chứ bà không thể nào đứng ở trước trong quần chúng như thế mà về nhà bà cũng nói chuyện với chồng bà khanh lấy cái này cho trẫm. Thì về nhà thì bà cũng muốn chồng bà gọi bằng bà một cái từ của một người vợ dễ thương. Cho nên ở trong danh từ Việt Nam, khi mà mình muốn biểu lộ một người vợ hiền, mà hiền thục, mà có cái tài năng, mình gọi là hiền nội. Hiền nội. Thí dụ như người ta viết cuốn sách xong, người ta nói quyển sách này tôi muốn ghi nhận sự giúp đỡ của hiền nội, là người ta biết ông này nói vợ ông đó. Rồi thậm chí ổng á mới là người kêu vợ ổng là hiền thê, chứ mình không có được gọi. Nói đây là hiền thê của anh này, hiền thê là cái tiếng để ổng gọi vợ ổng. Còn nếu mình muốn giới thiệu là đây là cái gì đó, bà xã hay là phu nhân gì đó tùy mình, nhưng mà cái chữ hiền thê là chính đương sự gọi vợ mình. Cho nên người nữ không phải là trí thức kém, không phải là trí thức kém, nhưng mà dễ có những cái nghiệp sau lưng đó, sau một cái chức vụ gì đó. Mà để ý coi cái việc gì mà không thích là phải nói hoài. Có nhiều người có một cái nghiệp nói hoài không có buông. Còn nhiều khi người nam nó khác, xong việc rồi là người ta nói lần rồi có thể là xong, ta không có nhắc đi nhắc lại. Mà ngược lại, nếu một người nam nào mà tánh tình vậy đó thì ta nói sao? Ta hơi nghi ngờ. Bởi vì người ta trong đầu người ta expect là người nam là không có tánh đó. Cho nên thưa đại chúng, có những người nữ nha, nhưng mà người ta gọi là tánh của trượng phu. Cho nên cái chữ trượng phu cũng không phải để dành cho một người nam lực lưỡng. Trượng phu là để biểu lộ một người có tánh tình, sống mà không cố chấp, sống biết vị tha, hỷ xả. Chứ không phải là những người cố chấp, không phải là những người gọi là to con lực lưỡng để gọi là trượng phu. Câu hỏi cuối cùng. Con có người chị ngồi thiền, trùm khăn che từ đầu và hết mình, trông thấy rất ghê sợ. Vậy thiền như vậy có đúng không? Em không biết có đúng không, nhưng mà cái thiền này không phải là thiền của đạo Phật. Vậy thôi. Mình không có quyền và cũng không dám nói ai đúng ai sai. Nhưng mà mình có quyền xác định cái này của mình hay là cái này không phải của mình. Nếu quý vị nào muốn tu thiền theo đạo Phật thì không có cái này. Còn nếu quý vị tu theo cái này thì không nên gọi cái này là thiền của Phật giáo, vì Phật giáo không có cái này. Vậy thôi, mình không dám nói ai đúng sai gì cả. Cũng còn một vài câu hỏi nhưng mà dài quá mà mình cũng hết giờ. Thôi xin quý vị hoan hỷ cho Pháp Hòa được dừng ngang đây, bởi vì cũng gần 2 tiếng rồi. Quý vị ngồi lâu cũng mệt, đứng lâu cũng mỏi và lạnh. Hôm nay có khoảng
gần 100 người xin quy y Tam Bảo. Đây là cái cuốn sổ quy y. Quý vị nào đã quy y thì sẽ nhận một quyển sổ này. Trong này có tên thật của mình và pháp danh của mình để nhắc nhở mình tu tập. Rồi bây giờ chúng ta xin hồi hướng, xin đại chúng chắp tay. Một lần nữa xin đại diện cho toàn thể đại chúng thành kính tri ân sư cô trụ trì đã tạo duyên cho tất cả chúng ta trong buổi tối hôm nay. Và nhờ vậy mà chúng ta có được cái thời gian để sinh hoạt với nhau như thế này. Chúc nguyện cho đại chúng những ngày cuối năm thật bình an và bước sang năm mới 2020 thật nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.